Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ câu chuyện của chúng ta thì cũng không gì ngoài những câu chuyện của cựu chiến binh cho đến giờ phút này. Và hôm nay Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu một cựu chiến binh trai thủ đô. Và các bạn có thể nhìn thấy anh rất là cao lớn, và với những người mà có cái tầm vóc cao lớn như vậy thì chắc chắn là họ cũng sẽ phải làm những cái công việc mà nó cũng to lớn. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cựu chiến binh Quản Hữu Xuân Tùng, tên anh cũng khá là đặc biệt, và tôi thường gọi anh với một cái tên đó là Tùng Pháo Nòng Dài. Và anh cũng là một cựu chiến binh từng tham gia mặt trận của bờ Đông sông Lô, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của anh Tùng. Xin chào anh Tùng. Vâng, chào chị. Dạ, rất là cảm ơn anh đã đồng ý tham gia với chương trình của Uyên Uyên Việt Nam. Chúng tôi thì biết nhiều về các bộ binh của mặt trận bờ Tây, và cũng gần đây thì có biết đến pháo của bờ Đông. Vâng. Và một số cái gọi là đơn vị pháo, nhưng mà cũng có những cái bộ phận khác của pháo ở bờ Đông. Và bây giờ thì chúng tôi cũng rất là muốn biết công việc của anh, thời gian tham gia trong chiến trận của anh, và đặc biệt là cái điều gì mà anh nghĩ là nó gắn bó với cái cuộc đời cựu chiến binh của anh nhiều nhất. Tôi biết là anh là một lính gọi là lính nghĩa vụ, đúng không anh? Vâng, đúng. Vâng, một người lính nghĩa vụ với 3 đến 5 năm tuổi quân so với cả một cuộc đời. Thông thường thì người ta lấy 60 năm cuộc đời, còn với tuổi như tuổi của anh Tùng thì chắc chỉ khoảng là năm mấy thôi. Vâng. Nhưng mà năm mấy mà so với mấy năm thì đúng là mấy năm nó không là gì, nhưng tôi nghĩ nó lại rất là và rất có ý nghĩa đối với các anh. Và không phải riêng chỉ anh Tùng mà với hầu hết các cựu chiến binh của chúng ta. Vì thế chúng tôi rất muốn được nghe anh chia sẻ về những ngày tháng có mặt tại bờ Đông sông Lô. Xin mời anh Tùng ạ. Vâng, xin phép chị Yến và chương trình Uyên Uyên Việt Nam. Thì tôi đã theo dõi cái chương trình này qua rất nhiều phóng sự của các đơn vị bạn, đặc biệt là các đơn vị bộ binh, thì thấy các anh phải nói là rất là vất vả, rất là gian khổ. Thực sự cái gian khổ này thì không thể kể xiết được. Và tất cả những người lính vị xuyên đã từng tham gia mặt trận này thì đều có những cái gian khổ và vất vả gần như là rất giống nhau. Đấy, thì đơn vị tôi là đơn vị, tôi ở đơn vị Lữ đoàn 368 của Bộ Tư lệnh Pháo binh, pháo mặt đất 130mm. Thì đến năm tôi nhập ngũ năm 84, sau khi nhập ngũ và được phân về cái tiểu đoàn 3 của Lữ đoàn 368 là một cái tiểu đoàn anh hùng, thì nhận được lệnh là huấn luyện chiến đấu. Thì tôi nhớ vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 84 thì là huấn luyện chiến đấu ngày đêm, thì lúc đấy cũng rất là gian khổ. Sau đó thì đến tháng 5 bắt đầu nhận được lệnh là đi chiến đấu dã ngoại. Thì nói chung là lúc đấy là tinh thần rất là phấn khởi vì được đi ra khỏi doanh trại mà không bị gò bó về vấn đề kỷ luật nữa. Đấy, thì và đến tháng 5 tôi không nhớ rõ là ngày nào, nhưng bắt đầu chúng tôi kéo pháo từ Sơn Tây đi qua phà Trung Hà để đi lên phía Bắc. Đấy, đi qua phà lên phía Bắc. Và tôi nhớ là cái đêm đầu tiên tập kết thì là ở Đoan Hùng, tôi không nhớ là huyện nào, nhưng mà vì tất cả các thứ đều đi vào đêm, cho nên là đêm tập kết ở Đoan Hùng rất là mệt. Và khi mà nghỉ thì tôi chọn cái mô đất để mình gối đầu lên, đến sáng ra thì nó hóa ra là một cái mộ mà mình gối đầu lên đấy mình ngủ suốt một đêm. Đấy, thế sau đó tiếp đấy thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân và lên đến Tuyên Quang. Thực ra là lên đến Tuyên Quang thì lúc đấy chúng tôi mới cảm nhận được là mình không phải là đi diễn tập nữa, mà mình đi đánh trận. Vì lúc đấy mới thấy người dân ở Tuyên Quang họ chào đón những đơn vị bộ đội tăng cường cho quân khu 2 nó nhiệt tình như thế nào, mà
có lẽ là tôi không thể dùng lời nào để tả được việc đấy, nhưng mà rất là xúc động. Và ngược lại thì những cái xe chở thương binh từ trên biên giới trở về thì cũng nhìn cũng rất là đau lòng. Thì chúng tôi xác định là đây là cuộc chiến chứ không phải là một buổi trận diễn tập nữa. Và khi chúng tôi lên đến cây số 5 Đạo Đức gần Hà Giang thì đơn vị ém quân tại đấy, gọi là ém quân tại đấy để chuẩn bị coi như vậy là đưa trận địa vào. Nhưng mà có một điều trên đường đi ấy, thì có một điều rất khó khăn mà đến bây giờ chúng tôi nghĩ lại cũng rất là sợ. Cái đường địa đạo đấy theo sau này được biết là do Trung Quốc làm. Do Trung Quốc làm. Và tất cả những cái cầu rất hẹp, mà xe pháo của Bộ Tư lệnh Pháo binh pháo 130 thì rất to. Cho nên là xe đi đấy qua cầu là gần như là không vừa. Và phải gách một bên bánh lên cái thành cầu chỗ người đi bộ. Cho nên là đi qua đấy thì không biết là nó sập xuống và nó rơi xuống lúc nào. Cực kỳ nguy hiểm. Thế còn khi mà đã kéo lên được đến trận địa, kéo lên được đến Đạo Đức rồi, ém quân ở đấy rồi, thì chúng tôi bắt đầu triển khai, tức là cứ hàng đêm chở lính vào chân đèo Bắc Xu, đào hào công sự, đào hầm pháo. Sau khi đào hết hầm pháo xong rồi thì bắt đầu dắt từng xe một kéo pháo đi vào. Và chị biết đường đấy là rất là hẹp, và trước khi kéo pháo vào là bên công binh họ đã mở đường rồi, nhưng mà cũng vào kéo pháo là đấy là cực kỳ khó khăn. Và đến tháng 5, cuối tháng 5 đầu tháng 6, sau khi đã ổn định trận địa thì chúng tôi bắt đầu đánh. Và cái thời điểm đấy đánh thì chủ yếu là để lấy các cái tọa độ, khống chế các cái trận địa pháo phía bên Trung Quốc nằm sâu ở phía trong đấy. Và cái thời gian đấy thì là tôi nằm cùng với một anh tham mưu trưởng của lữ đoàn 368 là anh Ước, thiếu trung tá tham mưu trưởng, chỉ huy cái mặt trận ở cái vị xuyên đấy. Thế đến tháng 6 tháng 6 năm 84 thì kéo thêm một tiểu đoàn pháo nữa sang hướng Thanh Thủy. Thì lúc đấy sở chỉ huy kéo về thị xã Hà Giang, còn tôi vẫn nằm lại ở sở chỉ huy của tiểu đoàn 3, lữ đoàn 368 chạy chân đèo Bắc Sum. Đánh trận cho đến cuối tháng 6, đầu tháng 7 thì bắt đầu tôi được cử đi lên đài. Và lên đài thì tôi nằm ở đài 1013. 1013 là cái đài nó như là mắt pháo. Và toàn bộ cái chỗ đấy là có thể nhìn sang phía manifold của Trung Quốc, và tất cả những cái trận địa pháo lớn của Trung Quốc đặt sâu ở phía trong đánh sang mình, thì chúng tôi nằm đấy quan sát và sửa pháo để khống chế các cái trận địa đấy. Đấy, đấy là nhiệm vụ của tiểu đoàn 3, lữ đoàn 368 ở Bắc Sum là như thế. Và trong cái giai đoạn này thì có một anh, tôi vẫn còn nhớ anh ấy tên là anh Du, họ tên như thế nào tôi không rõ. Lúc đấy anh là đại úy, giáo viên của trường sĩ quan pháo binh, được tăng cường lên đài. Và tôi được biết anh là một trong những người sĩ quan pháo binh bắn pháo giỏi nhất toàn quân. Anh ấy là người bắn pháo giỏi nhất toàn quân. Và gần đây tôi hỏi thăm thì được biết là anh Du là hiệu trưởng của trường sĩ quan pháo binh và mới nghỉ hưu gần đây đâu 1-2 năm gì đấy. Mà từ hồi đấy đến giờ thì cũng chỉ hỏi thăm tin tức thôi, chứ còn anh em cũng không gặp lại được nhau. Đấy, đấy là cái thời điểm mà chúng tôi nằm ở trên tôi tham gia chiến dịch Vị Xuyên. Và có một cái điều thú vị là trong những cái ngày mà đánh nhau đấy thì Trung Quốc nó có một cái rất hay là đây này, sáng nào cũng từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng nó mở loa, cái loa nén rất to, và hát tất cả các bài hát về Hồ Chí Minh. Thì tôi thường hay ra ngồi ở cửa hầm để tôi nghe đấy. Và sau khi nó hát xong thì từ 7 giờ đến 8 giờ là bắt đầu các trận địa pháo ở bên kia nó nã xa, và nó gần như nó thành quy luật đấy,
khi mà đã sống mà nó thành quy luật rồi thì cuộc sống nó lại ở trên chốt đấy nó lại dễ dàng hơn. Còn khi mà chưa biết quy luật của nó thì thực cực kỳ là căng thẳng, bởi vì không biết là pháo nó bắn vào mình lúc nào. Tới khi bọn tôi khi nằm lâu rồi và có lính gọi là lính già có kinh nghiệm rồi thì tất cả những trận địa pháo nó bắn vào đâu là chúng tôi đều biết hết, và khi nào nó bắn vào mình thì mình mới nhảy xuống hầm, còn không thì vẫn cứ có thể ngồi nói chuyện hoặc là ngồi quan sát phía bên địch cũng rất là dễ. Đấy. Còn cái thời điểm mà tôi nằm, tôi là từ trước chiến dịch đêm 12 tháng 7 thì tôi nằm ở điểm 1013, thì tôi bây giờ xem trên bản đồ thì mới biết là nó rất gần 1030. Nó ngay cạnh gần 1030, mà 1030 với cả bên chỗ tôi nằm thì tàu nó chiếm ở chỗ đấy rồi, và nó nói to là bên này chúng tôi cũng nghe thấy, cho nên là tất cả mọi rất mọi cái sinh hoạt của bên đài này là cực kỳ phải kín đáo, không lộ ra là nó đánh chết ngay đấy. Bởi vì là như tôi được biết là gần như là tất các cái tọa độ của bên mình thì tàu nó đều có một cái bản đồ cực kỳ chính xác rồi, cho nên là nó chỉ cần ấn nút là đúng thôi, không trượt đi đâu được. Nó là công binh mà. Đấy. Ngày xưa nó công binh, nó làm đường bên mình, nó lại vẽ bản đồ cho đấy. Mình nữa. Chính vì thế mà tất cả các cái tọa độ đấy mà lộ ra hoặc là nó đánh thì không trượt trận nào cả. Thế còn nói về trận địa mà cái thời gian trước khi tôi lên đài đấy, thì tôi nằm với cả thủ trưởng Ước là tham mưu trưởng ấy, thì tôi lúc đầu thì pháo địch nó đánh sang bên cái chân đèo Bắc Sum đấy thì chủ yếu là nó vượt qua cái tầm núi đấy, tôi không nhớ tên nữa, nhưng mà nó đều vào cái sườn ở trước mặt, cho nên là trận địa gần như là không làm sao. Nhưng rồi đến một ngày thì nó đánh vào trận địa cả sở chỉ huy đều trúng hết, chính xác luôn. Và thậm chí là có một khẩu đội pháo, tôi không nhớ rõ của đại đội nào, tức là nó bắn thẳng ngay vào đúng hầm pháo, và cái liều pháo nó nổ nó phụt thẳng vào trong hầm, mà một số anh em bị bỏng, mà nó đại loại là nó thui đen vào. Thì tôi không nhớ rõ chính xác là của đại đội nào. Thế về sau này thì vào một hôm thì tôi ngồi rỗi buổi chiều, trời nó cũng quang, tôi lấy ống nhòm tôi nhìn lên cái đỉnh núi phía trước mặt, mà các bạn bây giờ đi lên Lũng Cú mà đến chân đèo Bắc Sum, các bạn nhìn lên bên tay phải có một cái đỉnh núi, thì đứng chính đỉnh núi đấy tôi phát hiện ra là có một cái tổ đài của tàu. Nó luồn sâu vào đấy và nó sửa pháo để nó bắn vào trận địa của 368, và gần như là lúc đấy là không trận nào nó đánh là trượt cả, và hai bên đánh nhau như là đấu pháo, tức là loạt pháo nó đánh xong thì bộ pháo bên của mình lại đánh lại, xong loạt đấy nó đánh, cứ hai bên đan san nhau như thế. Thế khi mà phát hiện được cái tổ đài đấy rồi báo cho đội địa phương và biên phòng thì họ lên họ bắt được, thì nghe nói là bắt được 3 tên thám báo, 2 nữ và 1 nam. Nữ nữa? 2 nữ và 1 nam luồn sâu sang đấy để sửa bắn và đánh vào trận địa của 368 ở mặt trận Bắc Sum. Thế sau khi nó bắt xong rồi thì từ đấy trở đi thì là bắt đầu nó lại đánh sai đi. Đấy. Và về sau này tôi phát hiện ra là khi nào nó đánh vào trận địa của mình là cứ khi thấy ở trên đỉnh núi người ta đốt nương. Trời quang mây tạnh, người ta đốt nương. Có mấy nhà, có mấy ngôi nhà của người Hơ Mông ở trên đấy, người ta đốt nương. Thì một lúc sau trận địa ở dưới này dính vào. Đấy. Và chính vì cũng rút được kinh nghiệm đấy cho nên là những khi phát hiện đốt nương thì phải thông báo dưới trận địa là tuyệt đối coi như vậy là không được lang thang đâu, mà lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì chắc chắn là đến 90% là tàu nó sắp đánh rồi. Đấy. Đấy là cái thời điểm mà tôi nằm ở dưới trận địa ở chân đèo Bắc Sum. Còn sau này thì tôi lên đài, và tôi lên đài thì tôi nằm ở trên đài cho đến lúc kết thúc chiến dịch năm 84, tháng 12 năm 84, thì tôi từ đài tôi rút về. Và nói thật với chị Yến là cũng giống như một số anh em bộ binh nằm chốt ở bên Tây Sông Lô. Lúc xuống đến Hà Giang thì tóc dài ngang vai, râu dài tóc dài như thổ phỉ. Thì chị hình dung là từ tháng 6, tháng 7 cho đến tháng 12 không cắt tóc, không cạo râu. Và ở trên đài thì cái khổ nhất của lính
đói còn chịu được, nhưng khát thì cực kỳ khổ sở. Nhiều khi là đêm đến phải há mồm ra để hứng cái hơi xương lạnh để cho nó đỡ khát. Và muốn đi lấy nước được thì hoàn toàn phải đi vào lúc sương mù, bởi vì nếu như trời quang một cái mà mình nhìn thấy đường mình đi thì chắc chắn mình chết. Chắc chắn mình chết, bởi vì ở biên giới khi pháo đạn bắn rầm rầm cả ngày chưa chắc đã chết ai. Thế nhưng một trong một ngày không tiếng súng, bỗng dưng lại có một tiếng súng thì đến 99% là có anh hy sinh. Bởi vì lúc đấy là chúng nó bắn tỉa, thì chắc chắn là phải có người chết thì nó mới bắn tỉa như thế. Thế cho nên là khi đã nằm lâu ở đấy biết quy luật rồi thì bọn em coi như vậy là rất là thận trọng cái chuyện đấy. Đấy cho nên là tất cả khi nghe cái mẩu chuyện mà các anh các đơn vị bạn các chiến hữu đi đài thì em rất là cảm động và thông cảm, bởi vì mình cũng đã từng nằm ở trong đấy trường đấy. Khát nước đến mức độ mà chị bảo đi tìm cái gốc tre gốc luồng người ta chặt, dân người ta chặt rồi, xong rồi lấy một cái tay tre nó có cái ống như ống hút bây giờ, cho vào đấy hút từng ngụm nước rồi. Nếu mà cái ống nào nó nước mưa hoặc sương nó mới đọng xuống nó mới thì nó còn uống được, còn không thì thối quá thì lại nhổ ra. Và nhiều khi đang mút thế này thì con bọ gậy nó lăng quăng nó lại phải đuổi nó đi chỗ khác để mình mút. Đấy, nó đến mức độ như thế. Đấy, còn ăn uống các thứ ở trên chốt trên đài thì gần nói thật với chị là nếu mà nói về bẩn thì tôi không thể tả được. Tắm gội là một điều xa xỉ. Đánh răng rửa mặt thì không nghĩ đến. Ăn xong thì được chia cho một bát nước, thì bát nước đấy là vừa để uống và bóp lại được khoảng một tí, gọi là như các anh bây giờ thanh niên gọi là long đen ấy. Thì cái long đen đấy là cái để rửa cái bát của mình, để ăn cho ngày mai cho nó đỡ bị hôi mốc. Đấy là những cái mà những người lính mà đi đóng chốt và nằm đài đã trải qua, mà không phải riêng của mặt trận Hà Giang đâu. Tôi nghĩ là tất cả các mặt trận từ Quảng Ninh cho đến Điện Biên, những người lính đóng chốt đều như nhau cả. Chỉ có cái là bên pháo binh chúng tôi thì có thể nói là lính pháo binh, lính mặt đất pháo binh mà gọi là lính cậu, bởi vì pháo thủ là nằm xa, rất xa, coi như vậy là biên giới xa địch, và chúng tôi bắn cái tầm xa coi như vậy là ví dụ pháo 130 chúng tôi bắn trong tầm độ khoảng 30 km đường chim bay. Đấy, 30 cây số đường chim bay. Và cái xác suất mà chính xác ấy, là trong vòng tầm khoảng 25 km là tương đối chính xác. Và đặc biệt là có những thủ lĩnh như là anh Du mà giỏi bắn giỏi nhất toàn quân, các anh sửa bắn thì đảm bảo với chị là khi mà khẩu phạm lệnh bắn ở trận địa lên và theo dõi cái đầu nổ thì chúng tôi thấy là các cái điểm nổ ấy là nó bao trùm ngay trận địa, bao trùm ngay những khẩu pháo mà chúng tôi đã định vị sẵn rồi, là dính ngay. Nhưng chỉ có một điều chúng tôi thắc mắc, bảo tại sao mình đánh trúng trận địa của nó rồi mà vẫn thấy nó phản pháo. Chắc chắn nó chết, tôi không thể sống được mà sao vẫn thấy phản pháo. Thì sau này hỏi anh em đặc công thì anh em đặc công có nói là pháo thủ phía Trung Quốc lúc đấy là nó xích chân vào pháo. Chỉ có chỉ huy là đứng ở trong hầm chỉ huy thôi. Còn pháo thủ thì là lúc đấy là đánh là chết. Thằng nào chết thì chết ngay, còn sống lại tiếp tục phải nhỏ dậy đánh tiếp. Đấy, cho nên là khi chúng tôi đánh vào đấy mà rõ ràng là chùm vào trận địa nó rồi mà vẫn thấy chúng nó phản pháo lại được. Rồi sau cái thắc mắc đấy thì được giải đáp nhờ các anh đặc công, anh giải đáp như thế. Tức còn trong cái trận chiến dịch trước đêm 12 tháng 7 thì cái ém quân của mình nhìn nó buồn cười lắm, bởi vì tôi nằm 013, tôi nhìn rõ lắm. Tức là đầu trên đỉnh là tàu, các cái bình độ ở trên đỉnh là tàu chiến, xong thấp xuống một tí thì là đặc công, xong thấp xuống một tí nữa thì là bộ binh của tàu, xong lại thấp xuống một tí nữa là bộ binh của mình. Đấy, xem kẽ, xem nằm xem kẽ nhau như thế. Đấy. Nhưng mà tại sao nó rõ là vì khi mà tối đến, đêm đến ấy thì
của tàu ấy là nó sắp thắp đèn điện sáng trưng thôi. Thế còn đặc công mình với cả bộ binh của mình ấy thì chỉ có cái đèn dầu đại loại le lét thôi, bởi vì nếu sáng nó lộ thì cũng chết đấy. Thế còn các cái điểm mà về sau này như bộ binh của 356 rồi 313, 314 rồi 312 đánh chẳng hạn, thì đánh để chiếm lại không khó. Đánh để chiếm lại không khó bởi vì là đặc công đánh bộc phá thì rất nhanh và tiêu diệt gọn luôn. Nhưng khi bộ binh mình lên để giữ lại thì là cả một vấn đề, và đấy là cái thời điểm hy sinh nhiều nhất. Bởi vì cái lúc đấy là kể cả tàu nó có đóng ở đấy, nó cũng dập phá vào, coi là nó tiêu diệt luôn cả nó luôn. Đến nó còn bị tiêu diệt thì anh em pháo bộ binh của mình thì làm sao mà trụ nổi nữa, không thể trụ nổi. Thế còn 12 tháng 7 thì chị không thể tưởng tượng là nó đạn giữa hai bên nó đánh, nó đan vào nhau. Sáng chứ. Nó như bắn pháo hoa ấy. Buổi sáng chứ. Không đêm chị ạ. Đêm 12 tháng 7. Đêm là đêm 11 dạng sáng. Vâng, đêm 11 dạng sáng 12 tháng 7 đấy. Thì đạn nó đan vào nhau, coi như vậy là có cảm giác như nó chạm vào nhau, nó nổ trên không. Nghĩa là cả pháo ta. Cả pháo ta, cả pháo địch đều dập vào. Đấy, và cái bình độ, tôi nhớ cái bình độ mà ngay tôi nhìn thẳng xuống ở chỗ ngã ba Thanh Thủy xuống, nó có một cái bình độ 800. Thì đêm hôm trước cái bình độ đấy nó còn cỏ tranh và cây cối nó phủ, và bộ binh và đặc công mình hãy còn ém quân ở đấy để đánh cái bình độ đấy. Thì qua đêm sang đến ngày 12 tháng 7 thì sáng ra cái chỗ đấy nó là cả một cái quả đồi, nó đỏ ối lên và nó không còn một tí màu xanh nào, không còn một tí màu xanh nào cả. Thì kiến cũng chết chứ không còn, kiến cũng không sống được chứ còn đừng nói là bộ đội nữa. Cho nên là cái trận đêm 12 tháng 7 là một trận cực kỳ kinh khủng. Đấy là anh đang nói bên phía bờ đông sông Lô đấy. Vâng, bờ đông sông Lô mà đánh vào cái trận đêm 12 tháng 7 đấy. Còn đêm 12 tháng 7 thì đơn vị tôi đảm nhiệm là chế áp tất cả các cái trận địa của pháo xa của tàu đấy, nằm sâu ở trong Mai Dương phố, để chế áp cái trận địa đấy để hỗ trợ cho bộ binh để đánh chiếm các cái điểm cao này. Cái pháo của anh ấy, nó là pháo tầm xa. Vâng. Thì như vậy có thể hiểu là địch nó nằm ở trong đất nó bắn sang bên mình. Vâng. Và mình thì nằm trong đất mình bắn sang bên nó. Bắn sang bên nó. Hai bên đấu pháo. Vâng, hai bên đấu pháo nha. Vâng. Nghe nói là pháo Trung Quốc thì nó phản pháo rất là chính xác. Cũng có anh em thì nói là thực ra cũng không phải là như vậy, không hẳn là như vậy. Mà bởi vì nó bắn 100 quả thì mình được một quả, ý là như vậy. Anh chính là người trong cuộc, là một pháo thủ. Thì anh ý kiến như thế nào về cái... Thực ra cái quan điểm này thì... khi pháo nó bắn, nó giật và nó sẽ sai số đi. Ví dụ như là vua chiến trường của Mỹ là 175 ấy, thì với các anh làm cha chú tham gia chiến dịch mà đánh Mỹ chẳng hạn, thì kinh nghiệm truyền lại là khi pháo của địch bắn vào trận địa của mình nhảy xuống cái hố pháo nó nổ rồi mà nằm thì coi như vậy là gần như là tuyệt đối an toàn, không bao giờ nó chồng vào lần thứ hai nữa. Đấy là với 175 của Mỹ. Nhưng với tàu thì có thể nói là trình độ của nó siêu đẳng hay nó nhiều đạn mình cũng không dám nói, nhưng nếu một lỗ pháo của đạn của tàu bắn sang trận địa của bên này thì có thể cùng một lỗ đấy 3-4 quả nằm chồng lên nhau. Vậy thì nếu theo kinh nghiệm đánh Mỹ mà nhảy vào đấy thì chắc là chị biết rồi. Không còn nhặt được cái gì nữa cơ. Đấy. Thì trong cái cuộc chiến này thì thế này, nhìn sâu suốt cả các cuộc chiến thì tôi nghĩ là Việt Nam mình lúc nào cũng ở cái thế là lấy ít đi đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Mình luôn luôn yếu, mình luôn luôn ít. Ví dụ có những ngày tàu chỉ có thể chúng tất cả các trận địa của Trung Quốc nó bắn từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tất cả các trận địa nó nhả đạn ra. Không hiểu lý do gì nó bắn nhiều như thế.
khoảng tháng 8, tháng 9 gì đấy. Chắc nó thành lý đoạn đạn. Thế thì về sau hỏi đặc công thì đặc công bảo là nó bắn hủy đạn 560. À đấy. Thế lúc đấy mình biết là tại sao bắn nhiều như thế, có những quả nó nổ bịch ngay xong không thấy nó nổ. Thì hóa ra là ngòi nó thối. Đấy, nó bắn hủy đạn. Và nếu mà nói đạn thối đấy thì thực sự là nói với chị Yến là tôi cũng rất là may mắn là thì lúc tôi ở trận địa chỗ Bắc Xu ấy, tôi đã nằm trong cái coi là nằm trong cái làn đạn của tàu có bắn rồi. Với lúc đấy nằm trơ lơ ở trên mặt đất này chưa kịp chạy vào hầm thì nó dập vào, thì chỉ biết nằm bẹp xuống thôi. Và có một quả đạn nó nổ đến bịch này, nó rơi đến bịch này. Thì khi rơi bịch cái là mình nín thở vì mình biết là mình chết. Thế mà không nín thở xong thì không thấy nó nổ. Tới sau cái loạt đạn đấy rồi thì mới nhỏm dậy chạy vào hầm. Và sáng ngày hôm sau mò ra cái chỗ cũ mình nằm thì thấy quả đạn nó nằm ngay cạnh mình mà nó không nổ. Vì ngòi nó thối. Chính vì thế mà bây giờ mới ngồi nói chuyện với chị ở đây được. Chứ không cái quả đấy nó nổ thì chắc là cũng xong rồi. Như vậy là tướng Hoàng Đan có một câu là sống chết thời vận số. Vâng. Có lẽ là cũng phần nào đúng. Nó là cái số đấy chị ạ. Vâng. Vâng. Anh vừa nói đến cái khẩu vua chiến trường. Thì trong cái chiến tranh biên giới, à không, cái đấy mình phải gọi là xung đột biên giới theo người ta phân tích ấy. Thì trong cái đợt của năm 84-85 ấy, mình có dùng không anh? Không, cái đấy là pháo đấy là thực ra là chiến lợi phẩm của chiến tranh của Mỹ đã. Vâng, mình cũng thu được mà. Vâng, cái đấy nhiều đó chị. Vâng. Thế nhưng mà cái đấy thì không đưa ra sử dụng. Không. Vâng. Chưa dùng đến chưa dùng đến nó. Vâng. Thế chủ yếu là pháo đấy là pháo 130 là của Nga thôi. Thế nhưng mà tất cả các thứ đấy đều là được viện trợ. Thậm chí đạn mình cũng phải nhập. Thế cho nên là cái trong cái lúc xung trận ấy thì nói thế thôi, nhưng mà bọn tôi đánh cũng rất là tiết kiệm, rất tiết kiệm đạn. Làm sao mà tiết kiệm đạn nhất mà hiệu quả nhất. Đấy, khống chế được trận địa của địch mà mình tốn đạn ít nhất. Thì là cái mà mọi người đều mong như vậy. Bởi vì có những trận đánh là hết đạn là nằm im, bởi vì tàu lúc đấy nó phản pháo mình làm gì còn đạn đâu, trận địa hết rồi, phải chờ là trong cứ chuyển ra. Thế thì nằm im chịu trận nữa mới làm nào được. Cái chỗ mà anh đặt đài quan sát là ở trên đỉnh 1013. Vâng, trên đỉnh 1013. Đỉnh của 1013. Vâng, trên đỉnh 1013. Thì cái đỉnh đấy về sau thì tôi xem, tôi không biết tên nó là gì. Đấy, nhưng mà xem thì tôi nằm rất sát với cả 1030. Mà 1030 và 1250 thì lúc đấy là tàu nó chiếm rồi. Buổi chiều đến thế này nó nắng tây nó chiếu vào rõ thì nó đi lại nó chuyện cười nói thoải mái mà. Mình nằm đây mình trông thấy thế nhưng mà mình cũng không dám đả động gì đến bởi vì động nó mình chết trước. Cái chỗ mà cái đài thông thường thì các anh khi mà đi đài ấy, vâng, thì là tự mình phải tìm lấy một cái vị trí rồi mình đặt đài ở đấy, hay là người chỉ huy giao nhiệm vụ họ đã định vị sẵn cái chỗ ấy để mình đến mình chỉ việc vào đấy để mình quan sát thôi? Thực ra ví dụ như bên tiểu đoàn 3 của chúng tôi là khi chiếm lĩnh trận địa xong là bắt đầu trinh sát để đi đài thì có thể là nhờ cả đến bộ đội địa phương để họ nắm cái rõ cái địa hình. Bọn mình ở sân Tây lên thì làm sao địa thuộc địa hình bằng dân địa phương được. Cho nên là phải nhờ đến bộ đội địa phương hoặc là bên trinh sát của quân khu họ sẽ dẫn đi. Và bên trinh sát của đơn vị đi theo họ và tìm được những cái điểm thích hợp với trận địa của mình. Thì lúc đấy quyết định là sẽ đặt đài ở đấy. Đấy, bên tôi thì có hai đài cơ. Và có một cái đài trung gian nữa, bởi vì có những lúc mà gọi pháo bắn là nó phá sóng. Nó phá sóng, tàu nó có hệ thống coi như vậy là lính thông tin vô tuyến nó dò để nó phá sóng để mình không đưa truyền được cái khẩu lệnh về trận địa để mình đánh. Thế thì bọn tôi lại phải có một cái đài trung gian, nó nằm ở cái đỉnh 900. Đây đi lên đèo Bắc Sum, nó nằm bên tay phải, bên tay trái, đấy là đỉnh 900. Thì đấy bên tôi là có hai anh là tôi hãy còn nhớ, một anh tên là Trinh ở Hòa Bình, lính thông tin, và anh Thi, gọi là Thi quay chè, nhà quay chè cho Phùng viết các thứ đấy. Thì anh, hai anh đấy là nằm ở cái đài trung gian đấy.
khi mà tôi từ trên đài 1013 liên lạc trực tiếp mà với trận địa không được thì phải liên lạc qua đài trung gian đấy để chỉ huy dưới trận địa đánh. Trong cái việc mà đi khảo sát tìm một cái đài như thế thì tôi cũng được biết là đối với những cái pháo mà càng xa thì cái điểm bắn của nó càng xa, và khi mà cái điểm bắn nó càng xa thì cái người pháo thủ không nhìn thấy được cái mục tiêu của mình. À vâng. Cho nên cái hiệu quả của nó là mình không thể biết được. Vâng. Thì cái mắt của mình phải được kéo dài ra. Vâng. Và cái mắt của mình chính là những cái đài quan sát. Vâng. Thì như trường hợp vừa rồi anh nói là đài quan sát đặt ở 1013, có khi nào đài quan sát của anh đặt bên đất địch không? Có chứ chị. Ví dụ như này, trường hợp mà mình không tìm được cái đài, cái gọi là cái mắt pháo đấy, không tìm được mắt pháo ưng ý đạt yêu cầu thì bắt buộc là tổ đài đấy phải luồn sâu. À đấy chính là những cái tổ đài luồn sâu. Đấy, đấy là những cái tổ đài đấy phải luồn sâu sang bên kia để anh nằm ở một cái vị trí nào đấy mà anh có thể quan sát được toàn bộ những cái mục tiêu mà trên yêu cầu. Bởi vì chỉ có mắt pháo đấy mới có thể điều chỉnh pháo và quyết định đánh đúng nào thôi, và đưa ra các cái tọa độ rồi là cái liều phóng để chọn quả đạn làm sao đánh đúng mục tiêu. Thì nếu không có mắt pháo thì chỉ có đánh ra ngoài thôi. Cũng giống như là cái đồ đài luồn sâu của tàu mà bị bắt đấy, khi bị bắt xong cái là tàu đánh sai ngay, hoặc là trước đấy chưa có đài của nó luồn sâu thì nó cũng đánh sai ngay, nhưng khi nó luồn sâu vào rồi thì nó đánh không trượt trận nào cả. Các cái đài đi luồn sâu của mình ấy, có tình huống nào mà mình bị bắt không anh? Thực ra thì ở cái tuyến biên giới đấy, nếu mà nằm, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu mà nằm xa nhất của là pháo binh là bên tôi ấy, thì là nằm 1013 này là sát biên giới rồi. À. Và nằm ngay sát rồi. Và có những lúc bên bộ binh gọi điện lên bảo anh ơi bọn em chạy hết rồi, thì hôm qua nó đánh kinh quá, không chống lại được, đành phải rút. Thế anh rút chưa? Bảo thế bây giờ cậu rút mà cậu không gọi anh thì anh rút đi đâu nữa? Còn bây giờ tàu nó nằm ở dưới chân rồi thì còn rút vào đâu? Tức là không còn người bảo vệ nữa. Không còn người bảo vệ nữa. Và nằm trơ lơ ở đấy thì cũng chỉ biết thông báo với anh em là bây giờ hiện nay tàu nó đang vây ở dưới chân, nó lên thì coi là đánh cho đến chết thôi. Và thực ra nói thật với chị là lính pháo binh thì nếu mà đánh về bộ binh thì không thể thiện hệ được bằng bộ binh đâu. Đấy, cho nên là cơ số đạn thì cũng chỉ trang bị đủ cho một cá nhân được 2 băng đạn, 2 quả lựu đạn với cả khẩu AK thôi, đánh hết chỗ đấy thì là coi xong đấy. Thế nhưng mà cũng rất may là nó lại cũng không, nó vì có lẽ là nó bí mật cho nên nó cũng không tràn lên nó đánh. Thế rồi sau đó thì bên bộ binh gọi điện lại vào đến chờ đến mấy hôm nữa hết tuần trăng này thì bọn em phản công lại, và chiếm được thì bọn em cũng báo, mà không chiếm được thì bọn em cũng báo để anh biết. Thế thì cũng rất may là sau đấy thì bên bộ binh họ lại chiếm lại được. Có nghĩa là mình nằm trong vòng vây một số ngày. Vâng, nằm trong vòng vây một số ngày, dưới chân là tàu mà trên đỉnh là mình. Cũng đang khát đấy chứ. Cứ nằm im như vậy. Vâng, nằm im như vậy thôi chứ chị. Nó không biết có mình ở trên chứ. Chính vì nó không biết, chứ còn nó biết thì nó thịt ngay.